Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Được đại gia đình chồng long trọng đón về nhà, nhan sắc mẹ bỉm và nhóc tỳ gây chú ý. Kiện tướng Denzbock Khánh Thi đã cùng nhóc tì thứ ba của mình về nhà với buổi tiệc đón tiếp long trọng của đại gia đình chồng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi đã chia sẻ những hình ảnh xuất viện về nhà sau khi sinh em bé thứ ba. Cô được đại gia đình nhà chồng tổ chức lễ đón long trọng. Nhóc tì khá ngoan ngoãn trong vòng tay Phan Hiển để ông bà nận điệu và thực hiện các nghi lễ quan trọng trước khi vào nhà. Khánh Thi vui mừng viết Cảm ơn anh chị em bạn bè gần xa đã gửi quà và những lời chúc tốt đẹp dành cho em bé và mẹ Thi. Mẹ Thi đã xuất viện và cùng em bé về nhà. Mấy ngày qua nằm viện phục hồi sau sinh nên Thi còn mệt, không thể trả lời hay cảm ơn mọi người được đầy đủ. Vì thế mong mọi người bỏ qua nếu Thi không kịp trả lời gì nhé. Em bé sinh ngày 9 tháng 9 năm 2023. Được trở về nhà trong vòng tay của gia đình là một điều rất ấm áp. Thi sẽ nghỉ thêm 2 tuần nữa nên nếu ai có công việc gì gấp thì nhắn tin thi sẽ trả lời nhé do sinh mẫu lần 3 sẽ khó đi lại và phục hồi như khi xưa. Nói vậy chứ thực ra, sinh xong cũng đã phải giải quyết một số việc rồi. Từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 sẽ đón tiếp và tập huấn với trọng tài huấn luyện viên quốc tế Italin và 18 tháng 10 đến 21 tháng 10 sẽ đón tiếp gặp đôi top 1 standard thế giới về giảng dạy. Ai cần gì bốc lịch nhắn tin riêng cho thì nhé. Khánh Thi tự được đại gia đình chồng long trọng đón về nhà, nhan sắc mẹ bỉm gây chú ý vì quá rạng rỡ chỉ sau ít ngày sinh nở. Dân tình bất ngờ vì vừa mới sinh con nhưng Khánh Thi đã lập tức quay lại với công việc khá sớm. Nhan sắc của nữ kiện tướng Dancebox vô cùng tươi tắn và tràn đầy sức sống. Cô nhận được sự yêu thương rất mật từ phía gia đình chồng. Nhiều người lớn trong nhà đã đích thân ra đón hai mẹ con của người đẹp khiến dân tình phải ngưỡng một. Khánh Thi khoe rõ mặt con gái thứ ba với Phan Hiển vừa chào đời đã có mũi cao, tóc đầy đầu chuẩn ren mẹ. Mới đây trên trang cá nhân Khánh Thi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh quấn quýt bên ba con. Theo đó, Kubi và Anna không ngừng cưng nận hôn em gái, kèm theo bài viết mẹ bỉm hạnh phúc chia sẻ thích em bé quá nhiều. Khánh Thi khoe ảnh ấm áp hạnh phúc bên ba con. Đáng chú ý, qua loạt ảnh trên có thể thấy rất rõ diện mạo con gái mới sinh nhà Khánh Thi Phan Hiển. Nhân tình không khỏi xích xo so, khen cô bé mới chào đời đã rất nhiều tóc, đặc biệt có chiếc mũi cao thẳng dọc dừa đáng mơ ước. Nhiều ý kiến cho rằng nhóc tì hưởng ren trọi từ mẹ, đường nét gương mặt hệt như bạn sao của Khánh Thi và Anna đã rất ra dáng không ngừng cưng nận em gái. Em bé mới chào đời đã được khen có mũi cao giống mẹ. Sau khi đăng tải khung cảnh hạnh phúc bên ba con của Khánh Thi nhận về lượng tương tác khủng, một số bình luận tiêu biểu, chúc mừng gia đình Phan Hiển, Khánh Thi, chúc bé ăn ngoan chóng lớn, nhìn giống chị ba Anna quá, bé có nhiều tóc quá trời, một chiếc em bé có chiếc mũi cao cao quá cưng luôn, mũi cao giống mẹ quá. Những ngày qua, vợ chồng Khánh Thi bận rộn đón con gái nhỏ chào đời. Phát hiện cho biết sức khỏe của bà xã đã ổn định. Riêng em bé mới sinh hơi nhẹ cân nhưng may mắn sức khỏe tốt. Hiện tại cả hai vẫn chưa đặt tên cho con. Nam Vũ Công chia sẻ, anh đầu tắt mặt tối khi vừa chăm vợ con, vừa phải đưa đón Kubi Anna đi học và quán xuyến công việc ở trung tâm dạy nhảy. nhảy.